Xin chào tất cả quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, thầy xin chúc tất cả các em học sinh luôn mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan và biết vâng lời bố mẹ. Trong chương trình từ học võ karate tại nhà ngày hôm nay, thầy sẽ tiếp tục giới thiệu cho tất cả các em bài học mới. Đó là bài học được mang tên kỹ thuật đấm thẳng trong karate. Như chúng ta đã biết, kỹ thuật đấm thẳng trong karate là một trong những kỹ thuật đặc trưng của bộ môn. Vì vậy, chúng ta phải chú ý, theo dõi, tập trung, nghe thầy hướng dẫn để chúng ta tập luyện cái đòn đấm thẳng này cho nó đúng kỹ thuật. Nếu chúng ta thực hiện không đúng thì rất là dễ gây chấn thương trong quá trình chúng ta thi đấu, trong quá trình chúng ta tự vệ hoặc là chúng ta thực hiện các thế biểu diễn. Vì vậy, trong chương trình bài học ngày hôm nay của chương trình từ học võ karate tại nhà, thầy sẽ phân tích chậm, hướng dẫn cụ thể chi tiết từng giai đoạn một của kỹ thuật đấm thẳng, trung đẳng, hạ đẳng và thượng đẳng để cho tất cả các em học sinh nắm được và chúng ta thực hiện theo thầy. Để bắt đầu thực hiện các cái nội dung căn bản của kỹ thuật đấm thẳng, trung đẳng, hạ đẳng và thượng đẳng thì sau đây thầy trò chúng ta cùng đứng lên và thực hiện bài tập khởi động chung và khởi động chuyên môn. Tất cả các em chú ý, trước khi chúng ta chơi một môn thể thao nào đó hoặc là chúng ta tập võ thì chúng ta phải bắt buộc thực hiện cái nội dung quan trọng nhất đầu tiên, đó là nội dung khởi động. Bởi vì khi khởi động thì sẽ làm cho cơ thể chúng ta nóng lên, các cái gân cốt, cơ xương của chúng ta nó sẽ giãn ra và chúng ta sẽ rất là thuận lợi trong quá trình chúng ta thực hiện các kỹ thuật. Nếu chúng ta không khởi động tốt, không chuẩn bị tốt ở giai đoạn bắt đầu thì rất là nguy hiểm và trong quá trình tập chúng ta rất là dễ gây ra các chấn thương. Vì vậy, thầy và trò chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập khởi động chung và bài tập khởi động chuyên môn. Sau đó thì chúng ta sẽ bước vào thực hiện các kỹ thuật chính ngày hôm nay, đó là đòn đấm thẳng trong karate. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện bài khởi động chung và khởi động chuyên môn. Mời tất cả các em cùng đứng lên, hướng vào màn hình và chúng ta thực hiện theo hướng dẫn của thầy. Thầy sẽ hô trầm có nhịp hô rõ ràng để cho chúng ta thực hiện theo. Bắt đầu nhé. Khởi động tố. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thôi. Xoay cổ chân, cổ tay, chúng ta chú ý, thả lỏng cổ chân và cổ tay ra và chúng ta cùng xoay nha, theo nhịp đếm của thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sau đó chúng ta ngược lại và đổi chân phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta lưu ý là phải thực hiện theo thầy nhá. Thầy sẽ hô trầm hướng dẫn chi tiết từng nội dung để chúng ta thực hiện theo. Và bắt buộc chúng ta phải thực hiện cái động tác khởi động chung này cho nó tốt. Kỹ thuật thứ hai, xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thôi. Động tác xoay vai, chúng ta chú ý xoay vai nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 Tiếp theo xoay cánh tay 1 2 3 4 5 6 7 8 Ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 Hồi chuyển động tác xoay hông, hai chân đứng rộng bằng vai, thả lỏng cơ thể ra, hai tay chống hông và chúng ta xoay từ phải sang trái trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 và ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta lưu ý khi xoay hông là chúng ta phải xoay cái biên độ lớn như thế này, biên độ vòng lớn ra đấy, ngược lại cũng như vậy nhá. Tiếp theo động tác xoay gối, xoay từ ngoài vào trong trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 và ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8. Chùm gối, hai gối chùm lại với nhau, xoay từ phải sang trái trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 và ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác lắp hông, xoay hông, chúng ta đứng hai chân dang rộng ra, dang rộng ra bằng hai vai. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi tiếp theo động tác 1 ép chân phải, 2 bên trái, 3 là kéo vào giữa. Chúng ta làm theo, hay làm chồng chúng ta làm theo nhé. 1 ép vào bên chân phải, 2 ép vào bên chân trái. Lưu ý động tác này chúng ta phải đứng thẳng gối nhé, thẳng đầu gối ra. 3 dùng hai tay kéo vào giữa. 1 2 3. Tiếp tục chúng ta chuyển sang tánh Shiko Reiki. Tánh Shiko mở rộng hai cái mũi chân ra hai bên, mở rộng hai mũi chân ra hai bên và vuông góc ở hai cái đầu gối. Sau đó chúng ta thả lỏng người ra và gập vai, thả lỏng vai. 1 gập xuống, 2 các em chú ý là phải thả lỏng cái vai ra, chúng ta đứng thấp xuống nào, thấp xuống. 1 2. Sau đó chúng ta đưa hai tay xuống ở hai gót chân này này, nắm lấy hai gót chân và chúng ta lắc nhẹ, lắc nhẹ nhàng nhá, để cho nó căng cái cơ ra. Đưa hai tay nắm hai gót chân và chúng ta lắc nhẹ nhàng để cho nó căng cái cơ đùi ra. Rồi qua bên trái ép dọc. 1 phải 2. Qua trái ép ngang. Ép ngang thì chúng ta chú ý phải xoay cái bàn chân ngang nhé, xoay bàn chân ngang và thấp cái hông xuống. 1 2. Xoay mũi chân ngang, bàn chân ngang. Tiếp tục qua trái ép dọc, duỗi mũi chân. 1 lấy giường chân nhé, duỗi mũi chân lên. 2 chúng ta thực hiện theo nhé.
Căng đầu, hai tay kéo ở phía sau, các em chú ý. Một, căng xuống. Hai, đẩy dưới cằm lên. Ba, kéo sang bên phải, kéo cái đầu sang. Ngược lại. Bốn. Rồi, tay này, dùng tay. Chúng ta thả lỏng hai tay ra nha. Kéo tay, một. Kéo để căng cái cơ này các bạn. Căng cái chỗ khớp tay này. Hai. Đổi tay nha, xem. Một, đấy, chúng ta căng theo, làm theo. Thẳng nha. Hai, căng cái tay ra nào. Các em nhìn trên màn hình và chúng ta thực hiện theo, căng cái bàn tay ra. Đấy, đúng rồi. Tiếp. Ép cái vai. Một. Ép xoay vai qua. Hai. Ép cái vai qua nha. Chúng ta đứng theo tư thế này và chúng ta ép cái vai qua. Thực hiện theo nha. Rồi. Duy. Bước chân trái về phía trước, thủ tấn chuyển động. Ê. Thủ lên. Sau đó chúng ta đá hết dọc. Đá dọc lên. Theo nhịp hô của thầy nha. Thầy hô thì chúng ta thực hiện theo. Một. Hai. Ba. Làm chồng nha. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Đổi bên. Chân trái cũng như vậy nha. Chúng ta đá lên, thẳng chân lên. Nghe thầy hô và chúng ta thực hiện theo. Làm chậm thôi. Làm chậm theo nhịp hô. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi đứng lên. Thả lỏng. Rụ tay, thở. Hít thở nhẹ nhàng. Hít thở nhẹ nhàng. Rụ chân lên. Thả lỏng ra. Rồi. Hít thở sâu nào. Từ tư thế này. Ở tư thế này chúng ta sẽ đá hết ngang nhé. Hết ngang bàn chân lên. Chuẩn bị nghe hô. Một chân phải, hai chân trái. Đá ngang. Một. Hai. Ba. Bốn. Chúng ta thực hiện theo nào. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi, xoay gối. Ngược lại. Nhẹ nhàng, xoay nhẹ nhàng. Xoay hông. Ngược lại. Rồi. Duy. Hai tay thủ về hông. Hai tay thủ về hông. Đấm thẳng ra. Một. Hai. Nhẹ nhàng nhé. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Đấm nhẹ nhàng cả ra. Nhẹ nhàng thôi. Bảy. Tám. Chín. Mười. Bây giờ chúng ta đánh mình ra nghe. Nghe hộ. Theo nhịp hộ của thầy. Một. Hai. Ba. 4 5
6 7 8 9 10. Rồi, chú ý rụt tay thả lỏng. Thả lỏng một tí. Sửa lại võ phục. Tiếp tục. Từ tư thế này, bước chân phải ra thành trung bình tấn, tức là tấn Shiko Daiji. Bước ra. Đấy chưa? Đây. Chúng ta đứng trọng tâm thấp xuống này. Thấp trọng tâm xuống. Đấm tay phải ra. Nghe. 1 2 3 4 5 6. Nhẹ nhàng thôi nha. 7 8 9 10. Bây giờ chúng ta đánh nhân ra. Nhân ra. Nghe hộ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, đứng lên. Đủ tay. Thả lỏng ra. Tiếp tục. Em đưa hai tay lên nhẹ nhàng. Hai tay thả lỏng nhẹ nhàng. Lắc hông. Một bên phải, hai bên trái. Theo hướng dẫn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, thả lỏng. Thả lỏng ra nè. Dùng tay đi các. Hít thở sâu. Thả lỏng và hít thở sâu. Rồi, chúng ta đấm lần thứ hai. Hai tay thụ về hông gọi. Lần này chúng ta đấm nhanh ra nha. Nhanh ra, để thầy đứng gần lại nha. Đấm nhanh ra. Nghe nhịp hô của thầy và chúng ta thực hiện theo. Đấm mình ra cho thầy. Hít thở sâu. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, chuẩn bị. Hít thở sâu. Hít thở sâu nha. Thả lỏng. Tiếp tục nội dung thứ hai. Từ tư thế này, bước chân phải ra trung bình tấn. Ở tư thế trung bình tấn đầu, hai chân mở rộng ra, vuông góc ở hai gối, thấp trọng tâm xuống, trọng tâm dồn đều về hai gối, chưa? Lưng thẳng, hai vai thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước, thả lỏng người tại chỗ, đấm mạnh ra theo nhịp hô của thầy. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đứng lên. Thả lỏng. Hít thở sâu, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Hít bằng mũi, thở bằng miệng. Rồi, thầy chào tất cả các em. Sau khoảng gần 20 phút, khoảng gần 20 phút chúng ta thực hiện lại các động tác kỹ thuật của khởi động chung và khởi động chuyên môn. Như vậy là chúng ta thả lỏng và nghỉ ngơi trong vòng khoảng 5 phút. Thả lỏng nghỉ ngơi trong vòng khoảng 5 phút thoải mái, đúng không ạ? Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nội dung mới của bài học hôm nay trong chương trình tự học karate tại nhà.
Đó là nội dung kỹ thuật đấm thẳng trong karate. Thầy nhắc lại, kỹ thuật đấm thẳng trong karate là một trong những đòn rất là đặc trưng của bộ môn. Thứ hai, đòn đấm thẳng này được sử dụng rất là nhiều trong thi đấu, trong tự vệ, trong biểu diễn, trong ki hông, trong bun kai, tức là hai người tự tập luyện với nhau trong thi đấu, trong tự vệ rất là nhiều. Cho nên đòn đấm thẳng này được gọi là đặc trưng của bộ môn karate. Cho nên hôm nay thầy giới thiệu cả cái giai đoạn của đòn đấm như thế nào, tiếp xúc ở đâu, cái tay nó đi như thế nào, thì thầy sẽ phân tích rõ để cho các em nắm thông tin và chúng ta thực hiện theo. Và các em lưu ý là mặc dù là dạy online, mặc dù là thầy dạy các em trên màn hình, nhưng thầy trò chúng ta phải tác động với nhau, đúng không? Thầy trò phải tác động và thầy hướng dẫn chậm lại để cho các em thực hiện theo, và thầy hô để cho chúng ta thực hiện, chứ không phải là chúng ta cứ làm ao ao như vậy rồi sau này nó sai cái kỹ thuật đi. Cho nên rất mong các em phải chú ý theo dõi, nghe thầy phân tích, sau đó các em sẽ thực hiện theo và thầy sẽ làm mẫu. Nếu các em nhìn thấy mà chúng ta chưa đúng thì chúng ta phải bắt chước, chúng ta phải bắt chước để nhìn kỹ thuật của thầy hướng dẫn để chúng ta thực hiện theo. Đấy, thầy hướng dẫn như sau. Đòn đấm thẳng thầy lại sát màn hình chúng ta chú ý. Thầy hướng dẫn một tay trước nha. Đòn đấm thẳng gồm có 4 giai đoạn như sau. Các em chú ý thầy đứng sát hơn một tí nha. Đòn đấm thẳng này gồm có 4 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là thủ ở hông. Giai đoạn thứ hai là đi ra 1/3 quãng đường. Giai đoạn thứ ba là đi ra 2/3 quãng đường và bắt đầu xoáy. Nhớ chưa nào? Khi đi ra 2/3 quãng đường là bắt đầu cái nắm đấm này nó xoay qua khoảng 45 độ. Và giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 4, đó là kết thúc. Kết thúc. Đây, thầy nói là 1 là thủ, 2 là đi ra 1/3, 3 là đi ra 2/3 thì nắm đấm bắt đầu xoáy. Và giai đoạn kết thúc, giai đoạn 4 là kết thúc. Hai cái chậu tay thẳng về phía trước và tiếp xúc cái nắm đấm này. Đây, chúng ta thấy chưa? Đây, bây giờ thầy làm hướng này nha. 1 là thủ. Thủ nha, 1 thủ này. Thủ sát. Lưu ý khi thủ là chúng ta không bắn cái tay này ra mà chúng ta phải khép vào cái body của mình á, khép cái cùi chỏ vào. 1 đi ra 1/3 quãng đường. 2 là đi ra 2/3 quãng đường và bắt đầu xoáy cái nắm đấm này lại nhá. Và giai đoạn kết thúc, giai đoạn 4 đó là thẳng. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Hàng tay kết thúc thẳng và vị trí tiếp xúc của chúng ta như hôm được thầy hướng dẫn là chúng ta tiếp xúc ở hai cái chậu tay của ngón trỏ và ngón giữa. Ngón trỏ và ngón giữa nhá. Hai cái chậu tay này này. Đồng thời chúng ta phải thẳng cổ tay. Được chưa? Đấy. Thầy nói lại. Thầy phân tích lại. Đòn đấm thẳng trung đẳng. Đòn đấm thẳng. Thứ nhất là thủ ở hông. Thứ hai ra 1/3 quãng đường. Thứ ba đi ra 2/3 quãng đường và bắt đầu xoáy cái nắm đấm này. Và 4 là kết thúc. Kết thúc thì vị trí tiếp xúc của cái đòn đấm này là ở hai chậu tay của ngón trỏ và ngón giữa. Ngón trỏ và ngón giữa. Thầy lưu ý khi kết thúc thì nắm đấm phải thẳng. Nắm đấm phải thẳng, không được cong cổ tay xuống hoặc là ngửa cổ tay lên, mà tất cả chú ý cho thầy là phải thẳng để nắm đấm. Và đặc biệt là ở cổ tay này, chỗ cổ tay này, nhớ chưa? Nếu chỗ cổ tay này mà chúng ta cong xuống này là sai, hoặc ngửa lên là sai. Khi chúng ta thực hiện một lực mạnh đánh vào mình, nếu chúng ta không thực hiện đúng thì nó rất là gây chấn thương. Đây, nếu cong như thế này nó chấn thương. Và chúng ta phải thẳng này, thẳng vào. Thấy chưa? Đây. Bây giờ thầy làm tay trái như vậy nhá. Hai tay thủ về hông. 1 2 3 kết thúc. 1 2 3 kết thúc. Bây giờ thầy làm hai tay.
thầy thực hiện hai tay, 1, 2, 3. Khi tay phải đi vào lại thì tay trái đi ra, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sau đó thì chúng ta tập thói quen rồi thì chúng ta chỉ có đi một lần như thế này, 1, 2, 1, 2, hiểu chưa nào? Rồi bây giờ thầy thực hiện chậm lại, hô và chúng ta làm theo thầy. Các em làm theo thầy, hai tay thuộc về hông đâu? Hai tay thuộc về hông. Thực hiện tay phải trước nhá. 1, đi ra luôn. 2, tay trái. Các em chú ý là đi trên một đường thẳng nhá. 1, 2. Thầy ra xa hơn để chúng ta quan sát toàn bộ. Chúng ta lưu ý cho thầy là phải đi trên một đường thẳng. 1, 2. Vị trí tiếp xúc là nắm đấm. Và nắm đấm này phải nằm ở giữa thân người. Ở giữa thân người tức là nó phải tiếp xúc với từ huyệt đạo chấn thủy này. Ở đây nha các bạn. Các bạn nhìn sờ vào đấy thì nó có một cái hõm. Có cái hõm ngay cái chỗ ngực mình á. Đây gọi là chấn thủy. Chấn thủy nhá, đây là một cái huyệt đạo rất là nguy hiểm. Chấn thủy. Và cái nắm đấm của chúng ta là tiếp xúc ngay chỗ này nhá. Tiếp xúc thẳng vào. Đây. Tiếp tục, hai tay thủ lên. Hai tay thủ lên thầy coi nào, thủ lên. Nghe hô, 1 phải 2 trái. 1, chậm thôi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là chúng ta đang thực hiện kỹ thuật đấm thẳng. Kỹ thuật đấm thẳng trung đẳng. Nhớ chưa nào? Chúng ta làm lại nhé, thẳng nhé, thẳng nắm đấm này. 1, 2, 3, 4. Chúng ta thực hiện theo thầy đây, thực hiện theo. Nắm cái tay lại. Thả lỏng bàn tay, cuốn cái bàn tay lại và nắm lại. Thầy coi nắm chặt lên được không? Đẩy ra nhé. 1, 2, không vội. Tập nhẹ nhàng theo nhịp hô của thầy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được kỹ thuật đấm thẳng trung đẳng của bộ môn karate. Thì thầy đã phân tích từng giai đoạn cho chúng ta biết. Và thầy đã hướng dẫn, thầy đã thị phạm cho chúng ta thực hiện theo. Thì sau đây, thầy và trò chúng ta cùng thực hiện cái đòn đấm thẳng này mạnh hơn một tí. Mạnh hơn nhá, để cho chúng ta làm quen với cái động tác, làm quen với kỹ thuật đấm thẳng này. Bây giờ hai tay thủ về hông, hai tay thủ về hông không? Nghe thầy hô là đấm mạnh ra, 1 và 2 trái nhá. Chúng ta 1, nhấn ra. Khi chúng ta đấm ra thì lưu ý là, các em lưu ý cho thầy này, khi mà đấm ra thì vị trí tiếp xúc kết thúc xong thì cái hông chúng ta phải giữ nguyên nhá. Không phải này, không phải chúng ta đấm ra để xoay cái hông này, sai. Chúng ta đấm ra rồi xoay cái hông lại, sai. Mà chúng ta đấm thẳng cái tay ra và để cho cái hông nó đi tự nhiên theo. Tự nhiên theo. Nếu đấm tay phải thì hông phải nó sẽ đi theo. Đấm tay trái thì hông trái nó sẽ đi theo. Được chưa? Rồi, thủ lên. Chuẩn bị nghe thầy hô. 1, phải. Đúng rồi, thẳng ra nào. Cả em xem thì nắm đấm mình là thẳng chưa? Chỉnh lại đi. Xem cái nắm đấm của mình là thẳng chưa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ chúng ta đấm 10 đòn nữa, mình lên tí nữa nhá. Thở sâu, hít thở sâu, nghe nhịp hô của thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, thả lỏng tay ra. Thả lỏng tay ra nào.
Như vậy á, là chúng ta đã thực hiện được cái kỹ thuật đấm thẳng. Vừa rồi là chúng ta đấm thẳng trung đẳng nhé, đấm thẳng trung đẳng. Thì thầy giới thiệu cho các em biết là chúng ta thực hiện thêm hai kỹ thuật nữa, đó là kỹ thuật đấm thẳng hạ đẳng và đấm thẳng ở thượng đẳng. Nhớ chưa nào? Thầy nói là trung đẳng. Trung đẳng là từ cái thắt đai này các em. Trung đẳng là từ thắt đai này lên chỗ yết hầu này, ngay cái cổ mình đó, khu vực này là trung đẳng. Từ thắt đai trở xuống là hạ đẳng. Và từ cái cổ, tức là cái yết hầu này trở lên là thượng đẳng nhé. Thì chúng ta nhìn thì chúng ta biết rồi đúng không? Thầy sẽ hướng dẫn thêm hai kỹ thuật nữa, đó là đấm thẳng hạ đẳng và đấm thẳng thượng đẳng. Thì cũng thực hiện theo như kỹ thuật đấm thẳng trung đẳng, chúng ta chỉ có đấm ở cái vị trí khác thôi, hiểu chưa nào? Rồi tất cả chúng ta lên nào. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trước kỹ thuật đấm thẳng hạ đẳng. Thì chúng ta đấm thẳng và thấp cái tay xuống ở khu vực thắt đai, thấp tay xuống nhé, ngang thắt đai mình đấy. Lúc này trung đẳng là mình để trên này đúng không ạ? Trung đẳng là mình để trên. Bây giờ mình hạ thấp cái tay xuống ngang với cái thắt đai mình, gọi là đấm thẳng hạ đẳng. Thấy chưa? Hai cũng như vậy, giống như như lúc này chúng ta tập cái đòn trung đẳng, được chưa nào? Đây là hạ đẳng nhá. Và cũng như vậy chúng ta thực hiện mình kỹ thuật này, thầy sẽ nghe điều bố của thầy và chúng ta thực hiện theo. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi đó là đòn đấm thẳng hạ đẳng, thấy chưa? Tiếp theo đòn thượng đẳng. Thượng đẳng thì ở đâu? Thượng đẳng là tiếp xúc từ cái yết hầu này, tức là cái cổ, lên trên đỉnh đầu, mà vị trí chính của chúng ta là đấm vào cái huyệt nhân trung này. Đây là huyệt nhân trung, ngay trên miệng nhưng mà dưới mũi, trên miệng dưới mũi ở chỗ này gọi là huyệt nhân trung. Và chúng ta nhắm thẳng cái nắm đấm ra đó, nhắm thẳng cái nắm đấm của mình ngay vị trí đó nhá. Rồi thực hiện theo 10 đòn đầu tiên, chúng ta thực hiện nhẹ nhàng. Một, kiểm tra cái tay mình xem đã đúng chưa, kiểm tra cái nắm đấm xem đã nó vào ngay cái chỗ huyệt đạo nhân trung của chúng ta chưa. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Thẳng tay ra nào, tất cả thẳng tay ra, nắm đấm thẳng cổ tay nào. Mười, chưa? Rồi bây giờ chúng ta thực hiện 10 đòn mình nhé. Thực hiện một lần này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi thả lỏng rủ tay. Rồi thả lỏng nào, rủ chân đi, rủ chân, hai tay chống hông lên, rủ chân thả lỏng ra nào. Đổi chân, thả lỏng ra nhé. Sau khi chúng ta thực hiện các kỹ thuật nhân mình thì chúng ta phải thả lỏng tích cực. Nếu chúng ta không thả lỏng tích cực, chúng ta không thả lỏng thì nó rất là đau cơ. Cho nên là sau khi tập thể thao xong thì chúng ta phải chú ý cho thầy là thả lỏng nhé. Rủ tay đi, rủ tay rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi thả lỏng ra, thả lỏng luôn ra, tập tập này. Ngược lại, bên trái. Rồi, đưa cái tay thả lỏng ra, lỏng này, lỏng nhẹ nha. Hít thật sâu nào, hít thật sâu, hít thật sâu nào, thả lỏng ra. Rồi hít thở lên, hít bằng mũi xuống, thở ra bằng miệng.
lên, hít. Rồi, như vậy là chúng ta đã thả lỏng xong, cơ thể chúng ta khỏe lại rồi đúng không ạ? Thì bây giờ thầy nhắc lại một số nội dung như sau. Thứ nhất, kỹ thuật đấm thẳng trong karate là kỹ thuật đặc trưng của bộ môn võ karate này, cho nên yêu cầu tất cả các em học sinh chúng ta phải thực hiện đúng và dần dần chúng ta thành thói quen, dần dần chúng ta đấm nó có lực đấy. Ban đầu chúng ta đấm nhẹ đúng không, ban đầu chúng ta đấm nhẹ thôi, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ đánh ra có lực nhá, đánh cho mình ra có lực. Thứ hai, lưu ý thứ hai của thầy đó là khi chúng ta thủ thì tay của chúng ta không được là mở rộng ra này, thấy chưa, mà chúng ta phải khép sát ở trong body của chúng ta đấy, khép sát vào đấy. Nắm đấm này không được lòi ra phía trước, nắm đấm này nó nằm ngang với thì cơ thể chúng ta phía trước này, nhớ chưa nào đấy. Thứ hai, nội dung thứ ba, cái lưu ý nữa là khi chúng ta thực hiện kỹ thuật ra thì không được cong cổ tay, nhớ chưa, đây từ chỗ này ra không được cong cổ tay. Cái thứ tư, lưu ý thứ tư trong kỹ thuật đấm thẳng này là khi chúng ta đấm ra là không được đi vòng này, không được đi vòng tay nha, mà chúng ta phải đi trên một đường thẳng. Chúng ta nhất định là phải được đi trên một đường thẳng từ tư thế này đúng không, ra thẳng, ra thẳng luôn này, thẳng chứ không phải là chúng ta đi vòng này, không được đi vòng nhá. Đấy, đó là những cái lưu ý mà khi chúng ta tập luyện thì kỹ thuật đấm thẳng công đẳng chúng ta phải hiểu, chúng ta phải chỉnh sửa, chúng ta phải biết chỗ nào sai chỗ nào đúng để chúng ta thực hiện một cách chuẩn xác nhất của đòn đấm này đấy. Và bây giờ thầy sẽ thực hiện lại kỹ thuật đấm thẳng này cho chúng ta xem, sau đó chúng ta sẽ kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Buổi tập tiếp theo thầy sẽ giới thiệu cho các em kỹ thuật mới, kỹ thuật đỡ hạ đẳng, đỡ trung đẳng, đỡ thượng đẳng. Thầy thực hiện lại nhá. Hít thở sâu, chúng ta theo nhé. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, thầy hướng dẫn tiếp theo, thầy sẽ đứng ở tư thế gần này. Ông ra nha. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nghiêng. Chào. Chuẩn bị.